những sống. Mày chắc con người Việt Nam giờ gấp đôi to càng lông, đam mê tốc độ là sức sống, tập bay cơ ngày càng đông. Vì là đời quái xế nên luôn có tờ y sao, biết sao xe là mấy con gái đi theo cùng tóc dẫn đầu. Racing boy and racing girl, tao hỏi bạn lính mày đâu, ra xe và giữ bình tĩnh, mấy thằng chèo lúc tức xe đấu. Đến với SG Town tao sẽ chỉ cho tụi mày thấy, quái xế này cầm dây tóc với gần ngay chiếc xe trong tay. Thay lại muốn dám mấy trái vòng Việt Nam tao là một cây hái, bởi bên cũng bị chịu quá niềm đam mê trong tao mãi tồn tại. Tao đến từ đường phố cho nên tụi tao ở chuyện tôi lỗ, tay này cầm và chân đã xấu, anh đẹp tao mới chấp một bộ racing boy. Tôi có mặt ở khắp mặt xấu, từ hẻm nhỏ ra tới đại lộ đâu đâu cũng phụ sắp đi vô. Việt Nam racing boy, racing boy, thế giới tốc độ ta làm chủ, tay cầm chân lớn dành cho mày coi. Việt Nam racing boy, racing boy, cuộc chơi này còn mất gì mấy lớn vô tâm vẫn còn nhức nhối. Niềm đam mới gọi là tốc độ, từ ngoài đường phố cho đến vào sân, cầm này cầm bước vào trong đây chứ áp lực mày lên gấp 10 lần. Chia em sai em cuốn sách đất hơn tụi nhau chỉ nửa bánh xe, và chiếc tài tiền thương ga những tiếng động cơ dầu dầu mạnh mẽ. Vốn có giúp con đồng từ nhân chặt cho tới dân cô, đại hội miền tây sông nước vào quốc lộ nằm mất tốc độ. Mình thoại mấy tàu hình thoại chia em sai nắm cũng mà để anh em tao này cầm chắc tóc và vẫn kẹt Sài Gòn đến khuya. Đến với em thì chào ta xin chỉ cho tụi mày thấy, và chiếc những đồ đèn bão thì không chỉ trải mà nó còn bay. Louis Art và Mio vì tại sao vẫn còn đây, anh em tao quên đi từng giờ buồn lệ ông vãi tao giác. Mày lứa vô đầu điện thoại hồi lại thì vô cứ để tao lo. Mày nước đầm tình lưng gió chỉ hơn con cháu ở chứ tự do. Tao bỏ mấy ngày ngày xe tiếp một tầm vẫn còn nhức nhối. Ta mới từ đến sáng ngày ngày sẽ đứng đợi mình lo. Yeah. Vinh Bồ Chu Âu Quanh Phò Việt Nam Racing Boy 2014. Lên cặp đạp máy thứ bảy mau chạy đi về đâu. Anh em ta cùng tụ họp, có thằng về trước có thằng đi về sau. Mày cầm nai vì xe quá lực nên phải tranh đua với tầm chết. Dù mày có rớt thì cũng đừng lo, luôn có anh em đi kề nhau. Mấy rẻ tẩy xét ngoài nhiệt huyết để đam mê cùng tốc độ. Dù là jean hay là sỏi dùng đem đam mê thì bước vô. Và âm nhạc tao vẫn thất thác lát đác về câu trong từng bài. Cũng là đam mê ngoài nhiệt huyết dù có ra sao không dừng lại. Bước vào trong đây tao sẽ cho tụi mày thấy âm nhạc đường phố và thế giới ngầm của xe cọp hay nằm đây. Bánh vẫn cứ lăn và bình xăng không thể cạn. Cầm là dùng để đổ chỉ đéo phải dùng để lại. Và anh em tao vẫn ngân ngàn từ miền Nam ra tới Bắc. Và tâm huyết nó vẫn còn đây chỉ đéo bao giờ bị bế tắc. Mày thích thì xuống phố và anh em mình cùng đổ. Tốc độ trên khắp Việt Nam chỉ đéo bao giờ nằm cùng chỗ. Yeah. Đây là thế giới ngầm của anh em tao tạo ra. Yeah. Đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Yeah. Đây là rap của tao đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao đéo lên thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Tao số lên đầu tụi tao nó định đéo phải. Chậu các bậc easy nhà báo cứ ngồi con phím tụi tao đéo kẻ đâu. Mày nói rất là chính xác 50% ra xe để khoe nhau. Những lúc bất bình thì nó mới còn lại tụi tao dùng xe để che nhau. Bù bô ở đằng sau không phải cắm đầu cắm câu chạy. Cách tốt nhất là mình nên bình tĩnh, phải thật lì và thật nghe, phải thật liều và thật hay, và rồi tiếp tục mình cùng bay. Và cũng đừng lo bị lạc đàn vì hàng ngàn người vẫn còn đây. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm gú vẫn còn hay. Dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay. Anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm gú vẫn còn hay. Dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay. Anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao đéo thấy thích thì tắt nhạc. Vậy đây là chất riêng của tao mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao đéo thấy thích thì tắt nhạc. Vậy đây là chất riêng của tao mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Southside Rider 2010. Và đây là một bài hát dành tặng cho tất cả các anh em tao trên bikervietnam.com. Không phân biệt là cùng jean hay là đã sổ, là Hayat hay là Mio, Air Black hay là Novo, chỉ
cả có chung một niềm đam mê là tóc cổ. Đây là Sophie speaking on the mic from the Nam Kỳ, represent the Southside. DID cầm mạ cơm còn đang quay sáng tối, khi nào bánh xe mày vẫn còn lăn khát khao, đầu xe còn nhức nhối. Trầm nhớ thêm vào xăng vì xe hai thì nên có khói, bình xăng không thể cạn dù cho bụng mày có đói. Nhưng chơi không gặp nạn bởi đường về đều có lối, đến khi bão thì dâu hè ra đường bốn làng mình kết nối. Xe không còn chiếc vì đã xấu trái và chích ly, trước khi bồ câu ập tới toàn bộ tàu lái Bolini. Nổ máy rồi đề ba đại khái vài cái lướt đi, nhưng mà khổ cái là đường hè nên có thể tốn thêm vài sĩ. Gái đẹp phía đằng sau toàn bộ chân dài và tên nách, để đưa mông nhỏng lên trời cho cuộc đời thêm phá cách. Mắt thiên thần tỏa sáng, sáng đẹp nhất đêm nay. Đi khi đi lượn đường nguyên giải mình sẽ đẹp nhất chứ không ai. Tao đi lượn với cấp ngoài đại lộ đông tây, mình sẽ thấy chiếc sông hai giáp đang lượn nhẹ như mây. Một phần rớt đầu hai đèn đường còn sáng thẳng cây, nếu mày thích thì đi với tao, mình sẽ thể hiện cho mày thấy. Khi đi lượn với cấp ngoài đại lộ đông tây, mình sẽ thấy chiếc nông LX đang lượn nhẹ như mây. 4-50, 7-50 có mặt hết tại đây, nếu mày thích thì đi với tao, mình tao xin chỉ cho mày thấy. Sài Gòn khi về đêm là thế giới của tụi tao, tiếng đồng cơ hòa nhịp giấc ngủ khiến màn đêm thật ảo. Đi theo top số lượng đông gọi năm na là đèn bão. Nếu mày thích tốc độ cao theo tụi tao là hoàn hảo. Nhìn phía trước cho tới đằng sau, đi xung quanh là sao xe rider. Xe cơ lướt và chạy thật mau, khung cảnh vai mờ. Thích thì xuống phố và lượn quanh đây đó. Đi mây lướt gió và nhìn Sài Gòn về đêm. Nhắm mấy em trong nóc tờ mặc quần cục tới háng. Đi từ đêm cho tới sáng cũng vì đam mê thôi. Số lượng xe lên tới ngàn, chứ mày nghĩ sao? Gặp bồ bồ không có ngán bởi vì đam mê. Từ Nam Kỳ tới Điện Biên vòng qua khu Thanh Đa, hơn cả ngàn chiếc xe trên đường khiến người dân tránh xa. Ở trong đoàn muốn tạo nét tao khuyên mày nên bớt nha. Nếu chẳng may mày gặp hình thì một cước là đất xe. Khi tao đi lượn với club mà đã lộ đông tây, mày sẽ thấy chiếc sông hai giáp đang lượn nhẹ như mây. Một phần rớt đầu hai đèn dương còn sáng thẳng cây, nếu mày thích thì đi với tao, mình sẽ thể hiện cho mày thấy. Khi đi lượn với club mà đã lộ đông tây, mày sẽ thấy chiếc nông LX đang lượn nhẹ như mây. 4-50, 7-50 có mặt hết tại đây, nếu mày thích thì đi với tao, mình tao xin chỉ cho mày thấy. Mày bước vào trong đây tao cho mày thấy những điều tuyệt nhất, thăm những club tuyệt nhất, nghe thứ nhạc tuyệt nhất, hút thứ cỏ tuyệt nhất, chơi những em tuyệt nhất. Khi mày có tiền để chơi thì cái kiểu gì cũng là tuyệt nhất. Hình sự thì ít, ăn theo thì nhiều, sầu lầu mà đéo có lương để hiểu sao cứ thích làm liều. Mày nấp như con chó nhưng mà vẫn không biết điều, bước ra đường hồ ghét như kiếp mà cứ mơ miệng thức thì chiều. Trên đôm hay máy nóng nói thiệt anh không ngại, chơi lớn anh lợi hại, bị gõ đừng nên bật lại. Điều đó rất là thật, và lớp bơi cái là tắt đài. Cách chơi mày bị bắt mà tại sao để tao nhắc hoài. Chạy nhanh không phải ngầu, chạy nhanh để dẫn đầu, chạy nhanh không phải là màu, chạy nhanh để giải sầu. Nhân này nằm xòe khi cá bị đuôi đá số, gắn chân lực thêm bình bông mai, nếu không cẩn thận là quá cố. Khi tao đi lượn với club mà đã lộ đông tây, mày sẽ thấy chiếc sông hai giáp đang lượn nhẹ như mây. Một phần rớt đầu hai đèn dương còn sáng thẳng cây, nếu mày thích thì đi với tao, mình sẽ tới